chảy là hiện tượng đi ngoài nhiều lần, sự tướng phân nhanh và trong phun chứa nhiều nước ạ. Lị là bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiễm trùng cấp tính ở đường tiêu hóa do trực khuẩn Xin lỗi em ấn F5 đi để full màn hình đi, show full màn hình đi. Em xin phép trình bày lại ạ. Em đại diện cho nhóm 1 trình bày thuốc điều trị tiêu chảy và lị ạ. Về phần đại cương ạ, tiêu chảy là hiện tượng đi ngoài nhiều lần, sự tống phân nhanh trong phân chứa nhiều nước ạ. Lị là bệnh nhiễm trùng cấp tính ở đường tiêu hóa do trực khuẩn Shigella gây ra. Về nguyên nhân của tiêu chảy và lị, thứ nhất có thể là do nhiễm khuẩn, do các loại ký sinh trùng ạ, nhiễm virus và có những nguyên nhân khác như là nhiễm độc, ngộ độc thức ăn ạ. Chúng em xin trình bày nhóm thuốc đầu tiên, bù nước và điện giải ạ, cùng có oxazone ạ. Thì cái này có thể có dạng bột hoặc là dạng nước hoặc dạng sủi ạ. Hình ảnh như trên ạ. Tác dụng là bù nước do tiêu chảy sốt cao mất nước ạ. Tác dụng không mong muốn là có thể bệnh nhân hoặc là người nhà pha không đúng cách ạ, gây hôn mê nhẹ hoặc là tăng natri huyết ạ. Chúng chỉ định là nôn liên tục kéo dài sốt cao. Cách dùng là pha một gói trong 200 ml nước để uống ạ, theo nhu cầu của cơ thể ạ. Mắt Thứ là hai là dịch truyền tĩnh mạch Zinger lactate 500 ml ạ. Thì cái này có tác dụng là bù nước, điện giải trong sau phẫu thuật sốc do giảm thể tích máu ạ. Tác dụng không mong muốn là truyền quá mức có thể gây nhiễm kiềm chuyển hóa. Truyền liều lớn có thể dẫn đến phù ạ. Chúng chỉ định là chứng nhiễm kiềm hô hấp hay chuyển hóa tăng canxi huyết hay là tăng kali huyết ạ. Cách dùng là bù nước và điện giải hoặc sốc do giảm thể tích máu, truyền tĩnh mạch. Thứ ba là dung dịch truyền tĩnh mạch natri chloride 0,9% 500 ml ạ. Cái này tác dụng là bổ sung sodium clo và nước trong các trường hợp mất nước như tiêu chảy sốt cao sau phẫu thuật nó mất máu. Chỉ định là tác dụng không mong muốn là gây ra tình trạng ứ nước, tăng sodium huyết hoặc là hội chứng phù trong bệnh xơ gan cổ trướng ạ. Cách dùng là có thể uống hoặc truyền tĩnh mạch. Chú ý là đặc biệt thận trọng ở bệnh nhân cao huyết áp, suy tim, sung huyết, các tình trạng giữ sodium hoặc phù khác. Thứ tư là về enzyme. Enzyme thì tác dụng là tiêu hóa và hấp thu các dưỡng chất có trong thức ăn ạ. Tác dụng không mong muốn là hầu như không có tác dụng phụ ạ. Chúng chỉ định là dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc ạ. Cách dùng là 10 đến 20 ngày sau bữa ăn ạ. Liều dùng từ trẻ từ 7 tháng đến 1 tuổi là 1 đến 2 lần một gói một lần ạ. Tiếp theo là sốt Smecta dùng để điều trị tiêu chảy cấp và mãn tính ạ. Tác dụng không mong muốn là đầy hơi, nôn, các vấn đề liên quan đến dạ dày, ruột, nổi mề đay, phát ban, viêm, ngứa phù mạch. Chúng chỉ định là quá mẫn với Dio Smectic không dung lạc fructose. Cách dùng là sau bữa ăn, giữa các bữa ăn, liều dùng là trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi là 2 gói trên 1 ngày nhân 3 ngày ạ. Sau đó thì 1 gói 1 ngày ạ. Bước tiếp theo là Hydrasec dạng bột ạ. Chỉ định là tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ ạ. Chúng chỉ định là tình trạng nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng như là amidan, rối loạn da và mô dưới da phát ban ạ. Chúng chỉ định là dị ứng với các thành phần của thuốc ạ. Cách dùng là dùng sau bữa ăn. Thuốc cuối cùng của tiêu chảy là than hoạt tính ạ. Chỉ định là tiêu chảy ngộ độc hoặc là dùng thuốc quá liều. Tác dụng không mong muốn là dị ứng phát ban,
khó thở, sưng mắt, môi, lưỡi họng. Chúng chỉ định là dị ứng than hoạt, bệnh gan, bệnh thận. Cách dùng, liều khởi đầu thì uống 50 đến 100 gram pha loãng trong nước, liều duy trì là 12,5 gram trên giờ, 25 gram trên 2 giờ hoặc là 50 gram trên 4 giờ. Tiếp theo là một số thuốc điều trị về tiêu chảy lị. Đây là thuốc kháng sinh đầu tiên ạ, ciprofloxacin ạ. Chỉ định là điều trị tiêu chảy cấp ạ. Chúng chỉ định là tác dụng không mong muốn là rối loạn tim mạch, buồn nôn, chán ăn, viêm gân và đứt gân, co giật ạ. Chúng chỉ định là không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú ạ, trẻ em dưới 8 tuổi ạ. Liều dùng người lớn là 500 mg nhân 2 lần một ngày ạ. Tiếp theo là enterovenina dạng ống ạ. Chỉ định là tiêu chảy, nhiễm trùng đường ruột, rối loạn tiêu hóa. Tác dụng không mong muốn là khó chịu dạ dày, buồn nôn, mẩn đỏ mặt, cánh tay và toàn thân ạ. Chúng chỉ định là dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc ạ. Uống trước hoặc sau ăn. Người lớn thì uống 2 đến 3 ống một ngày, trẻ em thì uống 1 đến 2 ống một ngày ạ. Và chú ý là không uống cùng với các kháng sinh. Tiếp theo là một loại kháng sinh nữa để dùng để điều trị lị tiêu chảy ạ. Azithromycin ạ. Dạng bào chế có thể là bổ chuột viên lén ạ. Hàm lượng là 200, 250 hoặc 500 mg ạ. Chỉ định là tác dụng tiêu chảy do vi khuẩn tả lị gây lên ạ. Chúng chỉ định là tác dụng không mong muốn là tiêu chảy do vi khuẩn tả gây lên ạ. Chúng chỉ định là quá mẫn với các kháng sinh nhóm macrolide, suy gan, suy thận hoặc bệnh đái tháo đường ạ. Lưu ý là không dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai ạ. Tiếp theo cũng là một sản phẩm của ciprofloxacin ạ. Nó là một cái dạng bào chế khác cũng điều trị tiêu chảy do lị trực khuẩn ạ. Chỉ định và tác dụng không mong muốn thì như trên ạ. Chúng chỉ định là phụ nữ có thai cho con bú ạ. Rối loạn chuyển hóa prophyllin ạ. Cách dùng là người lớn là 800 mg sulfamethoxazole cộng với cả 160 chimetroprim cách nhau 12 giờ trong 5 ngày ạ. Chú ý là nguy cơ ngộ độc cao lên là hạn chế ạ. Tiếp theo là tiêu chảy do lị amid ạ. Hoạt chất là metronidazole ạ. Chỉ định là dùng cho lị amid ạ. Tác dụng không mong muốn là rối loạn dạ dày ruột. Chúng chỉ định là phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và cuối dị ứng với các thuốc của nhóm 5 imidazole. Cách dùng là người lớn 6 viên chia 3 lần. Tiếp theo là đến nhóm cầm tiêu chảy ạ. Thì có beberin ạ. Chỉ định là lị trực khuẩn, hội chứng lị, viêm ruột, tiêu chảy. Tác dụng không mong muốn là buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, nhịp tim nhanh, tụt huyết áp là các biểu hiện có thể gặp do quá liều beberin ạ. Chúng chỉ định là quá mẫn với các thành phần của beberin ạ. Liều dùng thì có thể quy đổi ra miligam để tính các dạng viên nén hàm lượng khác 10 mg. Một thuốc nữa để cầm tiêu chảy là loperamide. Chỉ định là dùng trong tiêu chảy có tác dụng làm giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch ở đường tiêu hóa và tăng trương lực cơ thắt hậu môn ạ. Tác dụng không mong muốn là sử dụng loperamide quá liều có thể dẫn đến liệt ruột, ức chế hô hấp và hệ thần kinh trung ương ạ. Chúng chỉ định là mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc ạ.
Liều dùng là tiêu chảy cấp thì liều khởi đầu là 4 mg, sau đó thì mỗi lần đi lỏng thì tiếp tục uống thêm 2 mg, và liều thông thường là 6 đến 8 mg một ngày. Chú ý là loperamide chỉ dùng để giảm các triệu chứng của tiêu chảy, không có tác dụng trong việc điều trị nguyên nhân do tiêu chảy gây ra, do nhiễm trùng gây ra, và không thể thay thế được các liệu pháp bù nước và điện giải ạ. Tiếp theo là da sedagin. Cái này chỉ định trong ức chế enzyme, qua đó làm mềm các chất enkephalin dẫn đến giảm tiết dịch. Khi có sự tăng tiết, giảm mất dịch điện giải và giảm thể tích phân cũng như cho kết quả cầm trong việc tiêu chảy ạ. Tác dụng không mong muốn là cảm giác buồn ngủ ạ. Hiếm gặp là buồn nôn, táo bón, choáng váng và nhức đầu ạ. Chúng chỉ định quá mẫn với thành phần của thuốc ạ. Nhiều dùng thì có thể 3 liều một ngày, tối đa là 7 ngày ạ. Chú ý là thuốc này chỉ có cơ chế làm giảm tiết dịch mà không chống co thắt, làm giảm nhu động ruột, nên là phạm vi liều dùng rộng hơn ạ. Tiếp theo là difelosinat. Cái này chỉ định kết hợp với cả atropine để điều trị tiêu chảy ạ. Tác dụng không mong muốn là thuốc có thể gây giảm nhu động ruột, dùng quá liều có thể dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng và hôn mê ạ. Chúng chỉ định là quá mẫn các thành phần của thuốc ạ. Nhiều dùng thì 5 mg nhân 4 lần một ngày cho đến khi triệu chứng được kiểm soát ạ. Tối đa là dùng 20 mg trên ngày ạ. Chú ý là không sử dụng cho bệnh nhân bị tiêu chảy do ngộ độc và không dùng cho bệnh nhân sốt cao hoặc có máu trong phân ạ. Sản phẩm cuối cùng là mộc hoa trắng ạ, chỉ định dùng cho các trường hợp đau bụng, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, hội chứng mị, viêm đại tràng cấp và mãn tính do lị amid ạ. Tác dụng không mong muốn thì có thể gây cảm giác buồn ngủ, xuất hiện vài trường hợp rất hiếm, gây buồn nôn, táo bón hoặc choáng váng ạ. Chúng chỉ định là phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn gây tiêu chảy ạ. Liều dùng là người lớn uống 2 đến 3 viên nhân với 3 lần một ngày. Sau 4 5 ngày dùng thì dùng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên ạ. Trẻ em thì uống 1 đến 2 viên một lần, một ngày 2 3 lần ạ. Phần báo cáo của nhóm 1 chúng em đến đây là kết thúc ạ. File PowerPoint nhưng mà lý do là nó dài quá nên là bên em không không làm. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều thuốc kháng sinh chẳng hạn, một số nhóm này nó cũng chưa phải là chỉ định để điều trị trực tiếp, thì bên em chỉ đưa vào tham khảo thôi nên là cũng chưa sâu cho lắm. Đúng ra thì những cái này những chỉ định của bác sĩ thì mới được dùng, nên là bên em chỉ trình bày thêm vào thôi, nên là lại một số cái chống chỉ định hay tác dụng bên em đưa vào nó hơi hạn hẹp vì cái tài liệu của nó tìm rất là khó những phần đấy. Còn những cái phần bình thường như là berberine hay loperamide hay những cái dịch truyền oresol thì nó rất là thông thường, rất là dễ, thì bên em cung cấp rất là đầy đủ rồi đấy. Mọi người có thể là nó hơi hơi cái trình bày của bạn hơi khó đọc là bởi vì trong quá trình cái PDF này khi chiếu rất là khó đọc vì nó rất là khó để chia trang đấy, room rất là khó, nên mọi người nếu mà tham khảo thêm thì có thể là lấy về mình đọc, có thể in ra là rất là dễ trong cái bài trình bày của nhóm 1 này. Cái chuyện mà cái kháng sinh ấy, tiêm hay truyền mình đặt chỗ nào cũng được, không quan trọng gì cả, nên là cái khuyến cáo của mình nó có ổn hay không thôi. Bởi vì những nguyên tắc trong điều trị tiêu chảy ấy, thì cái đầu tiên là chúng ta phải bù nước và điện giải, cũng giống như ý kiến bạn Cường ạ. Thì cái bù bằng cái cách nào mà đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất thì chúng ta là đó là bù bằng đường uống, trước khi mà chúng ta nghĩ đến chuyện đường tiêm, đúng không ạ, đường truyền tĩnh mạch. Đấy. Bởi vì không phải là bệnh nhân nào cũng có thể truyền tĩnh mạch ngay được, mà không phải bệnh nhân nào người ta cũng chỉ định truyền đâu. Thông thường người ta sẽ chỉ định bằng cái đường uống trước đã. Đấy. Nên là xin lỗi các bạn một chút nhé, một chút xíu. Về nhóm 1 ạ, thì các bạn rất chịu khó để các bạn sưu tầm tìm hiểu các loại thuốc, nhưng mà hình như là các bạn là không có giáo trình à? Có giáo trình chưa? Pết nó vào thôi, cần gì phải vậy đâu, đúng không? Đấy. Các cái chuyên đề nào thì trong giáo trình, nếu chúng ta cứ bám sát vào trong cái giáo trình là ổn mà. Đấy, thì ở đây thì
Hôm qua thì thầy có hướng dẫn cho các bạn rồi, nhưng ở đây thì các bạn hơi lẫn lộn một chút, thì đến cái phần này bây giờ thầy sẽ chữa để các bạn có thể chỉnh sửa lại, đúng không? Làm cái tài liệu để học cho các bạn sau này, và sau đó có thể các bạn sẽ làm cái tài liệu những bạn mà đặc biệt những bạn mà có quầy thuốc ấy, thì các bạn nên in cái này ra để mà học cho nó nhanh và nó dễ, đúng không ạ? Đây để thầy sẽ share cái bài của nhóm bây giờ. Rồi, đây các bạn thấy cái phần thầy đang đang chia sẻ, các bạn thấy chưa ạ? Cái thuốc điều trị tiêu chảy và lị ở đây nó có hai phần rõ ràng nhé. Thứ nhất là phần tiêu chảy, như hôm qua thì có nói các bạn rồi. Ở đây các bạn cũng cho cái đại cương này đi ngoài nhiều lần. Đấy. Có nghĩa là khi mà tiêu chảy người ta thường nói đến cái nguyên nhân của nó, đúng không ạ? Là do gì ạ? Cái tiêu chảy và lị này nó khác nhau nhé. Thì các bạn đừng có gộp vào với nhau. Đấy. Nguyên nhân của lị nó khác và nguyên nhân của tiêu chảy nó khác, đúng không ạ? Đấy. Nguyên nhân của tiêu chảy thường là do gì? Ngộ độc thức ăn, mà trong cái ngộ độc đó ngoài ra thì nó cũng có thể là do virus chẳng hạn. Đấy. Đây, nhiễm độc, ngộ độc thức ăn này, các cái ký sinh trùng và các cái virus. Đấy. Và thường là bệnh bệnh cấp tính, chính vì cấp tính cho nên mất nước. Thì trong cái nguyên tắc mà điều trị về 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 tiêu chảy á, là đầu tiên là người ta phải bù nước và điện giải, và cái mà đầu tiên mà người ta nghĩ đến đó là bù bằng đường uống á. Đấy. Để uống ở đây thì có Orezon, hôm qua thì thầy có sâu cho các bạn rồi. Orezon là có cái gói 27,9 gram pha trong 1 lít nước, và cái gói này là 5,2 gram, đúng không ạ? Đấy. Cái này thì lưu ý là gì ạ? Phải pha theo đúng tỷ lệ. Ở đây ghi chú là phải pha đúng tỷ lệ, uống nhiều uống ít theo 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 nhu cầu của người bệnh. Thì bây giờ người bệnh mà đi ngoài nhiều lần thì mất nước nhiều thì nhu cầu cao, còn người bệnh mà đi ngoài ít mất nước ít thì nhu cầu thấp, thì đấy là theo nhu cầu thôi, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà phải pha đúng tỷ lệ để nó đã tạo thành cái dung dịch điện, dung dịch đẳng trương, bởi vì cái công thức này người ta đã tính toán trên cái nồng độ osmol rồi. Đấy. Thứ hai là gì ạ? Trong trường hợp mà mất nước quá nhiều đấy, mà bù bằng đường uống không thể được, thì bắt đầu người ta sẽ chuyển sang gì ạ? Đường truyền tĩnh mạch. Đấy. Ok, truyền tĩnh mạch thì hôm qua thầy có nói rồi, đó là đầu tiên người ta nghĩ đến là truyền dây gian lactate, và sau đó thì truyền gì ạ? Huyết thanh mặn và gì ạ? Huyết thanh ngọt. Cái thứ hai là gì ạ? Cân bằng được cái hệ vi sinh đường ruột, đúng không ạ? Thì đây các bạn hơi lộn xộn một chút. Đầu tiên là bù nước và điện giải này, thứ hai là phải cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột, cân bằng ở đây bằng các cái men men tiêu hóa, các cái chủng enterogermina đấy. Đấy. Và cái thứ ba là gì ạ? Điều trị nguyên nhân, cái smecta này, diosmetic này này, cái này là gì ạ? Uống nhưng mà nó tác dụng tại chỗ, ở đây chính là đất sét trắng, đây là cái enzyme enzyme để cho giúp cho cái việc mà nó xúc tác các cái phản ứng chuyển hóa ở trong ruột để hấp thu được và chống mất nước. Đấy. Thứ hai là gì ạ? Cái Smecta này, đây là cái diosmetic nhé. Còn cái Daflon lúc trước các bạn trình bày là diosmin, nó khác nhé, nó chỉ giống nhau là metic và đây này, diosmetic ạ. Cái này nó chính là gì ạ? Cao lanh hay người ta gọi là đất sét trắng. Đấy. Thì trong cái này thì lưu ý, người ta chỉ lưu ý với trẻ em dưới 2 tuổi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là trong cái thành phần đất sét trắng này thì nó có một cái dư lượng chì đấy, nhất định, cho nên là người ta không thể loại được cái hết cái chì đó, tất nhiên là cái hàm lượng của nó không cao đấy, nhưng mà người ta cũng phải cẩn trọng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Mặc dù cái này là uống tác dụng tại chỗ, nó không hấp thu vào máu, nhưng trong cái thành phần này nó sẽ có một cái dư lượng chì, cho nên là khi chúng ta đọc cái tờ hướng dẫn sử dụng ấy, người ta nói là thận trọng cho trẻ em dưới 2 tuổi là vì thế. Thế tất cả những cái thuốc mà nó không hấp thu vào máu thì người ta cũng không quan tâm lắm về cái tác dụng phụ, đúng không ạ? Người ta không ngại lắm. Nhưng mà gì trong cái thành phần này nó có chì mà người ta không loại bỏ hết được thì người ta thận trọng thôi, để nhiễm cái kim loại nặng đối với trẻ em. Đấy là điều gì với các bạn về cái Smecta này. Hay là các cái Hydrasec này. À, Hydrasec. Thì cái này trong điều trị nhiễm, nhiễm các cái ký sinh trùng đường ruột. Đấy. Và gì ạ? Đến cuối cùng là người ta điều trị về nguyên nhân. À, cái than hoạt tính với lại Smecta thì xếp cùng với nhau, về than hoạt tính với Smecta về cơ chế của nó giống nhau, là nó hấp thụ các cái độc tố, bởi vì chúng ta xác định là nguyên nhân gây tiêu chảy là do gì? Do ngộ độc. À,
Đến bước thứ ba là gì ạ? Người ta điều trị nguyên nhân. Nguyên nhân thì có thể nhiễm ký sinh trùng, người ta dùng các cái kháng sinh đường ruột này, cái enterozagnina này các bạn nhặt lên để lên trên cùng với cái enzyme ấy. Đây là các cái chủng lactobacillus mà trong một cái ống enterozagnina này nó có khoảng 2 tỷ cái bào tử lợi khuẩn. Để khi uống vào thì nó sẽ tranh chấp vị trí với lại cái vi khuẩn có hại ở đường ruột để nó làm giảm cái nhu động ruột. Và khi mà có dấu hiệu ngộ độc thì nó sẽ kích thích, nó tăng cái nhu động ruột dẫn đến bệnh nhân bị tiêu chảy. Đấy, bản chất của nó là như thế. Nên trẻ con thì chỉ cần tiêu chảy thì cần cho uống orezon này, xong rồi cho uống mấy cái ống tiêu hóa này, nó tự nó cân bằng mà. Thế là bắt đầu là đã có dấu hiệu của nó giảm đi rồi. Và nếu như mà hôm trước thì tôi có nói các bạn rồi, đó là khi mà đang tiêu chảy mà chúng ta lại cho dùng cái cầm tiêu chảy ngay thì rất là nguy hiểm. Thì nó đi ngoài 2, 3, 4 lần vì nhu động ruột nó tăng như thế thì bắt đầu nó sẽ tháo hết những cái độc tố ở trong ruột ra rồi thì cũng đáng ngại lắm. Và chúng ta cân bằng, bắt đầu lúc sau chúng ta mới điều trị nguyên nhân. Thì người ta rất hay dùng cái kháng sinh quinolone, đặc biệt là cái ciprofloxacin này, để dùng trong nhiễm khuẩn đường ruột, là thường người ta dùng nhẹ cho trẻ em dưới trên 16 tuổi, không dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Đấy. Hay là người ta có thể dùng azithromycin, để cái azithromycin này thì nó không nhạy lắm với lại cái vi khuẩn đường ruột đâu, nhưng vì có một cái lý do là nó tác dụng tại chỗ. Đấy, vì azithromycin này nó hấp thu được có 30, sinh khả dụng của nó được có 37% thôi, gọi cho 40%, còn 60% là nó sẽ đào thải qua ruột. Thì cái 60% đó, ví dụ như cho bệnh nhân uống một liều 500 đúng không ạ, thì có 5, 6, 30, có nghĩa là 300 mg nó sẽ qua đường ruột và nó sẽ gì ạ, nó quét luôn cái hệ sinh đường ruột. Đấy, cho nên người ta dùng cái chính cái tác dụng gọi là tại chỗ của cái Azi này. Đấy, thế đấy là dùng kháng sinh ở trong điều trị nhiễm khuẩn nhé. Còn nếu như mà tiêu chảy mà do các bạn thì bỏ cái chữ lị đi, tiêu chảy là tiêu chảy và lị là lị, hai cái này phạm trù khác nhau. Đấy. Và gì ạ? À, cái ciprobay này thì nó là cái biệt dược của ciprofloxacin thôi, không có vấn đề gì cả. Và gì ạ? Metronidazole thì cái metronidazole này chúng ta dùng trong lị amip, đúng rồi. Đây điều trị lị amip thì cái lị thì nó gì ạ? Nó có cái hội chứng lị rất rõ ràng, có thể là lị do trực khuẩn hay là lị do amip. Đấy. Và thuốc cầm tiêu chảy, cái berberine này không phải là thuốc cầm tiêu chảy nha các bạn nhé. Đấy, cái berberine này chính là gì ạ? Cái kháng sinh thực vật được chiết xuất từ cây vàng đắng, cây vàng đằng mà ngày hôm qua ấy, trong cái phần mà định tính ấy, lẽ ra chúng ta sẽ thực hành apply, chúng ta định tính cái hoạt chất này, cái bột dược liệu này. Đấy. Thì hôm qua thầy có nói các bạn rồi đúng không? Cái này nó là một kháng sinh thực vật. Đấy. Thì cái này dùng chủ yếu là trong các cái bệnh viêm ruột thôi, mà thường thường người ta hay dùng, rất hay dùng là trong lị trực khuẩn. Thì cái berberine này các bạn cho lên cái phần lị trực khuẩn, còn cái metronidazole này nó là lị amip. Đấy. Ngoài ra thì người ta có thể gì ạ? Lị trực khuẩn người ta cũng có thể dùng ciprobay, người ta vẫn có thể dùng gì ạ? Biceptone đúng không ạ? Ở đây là cái gì ạ? Loperamide. Cái loperamide này là thuốc cầm tiêu chảy thì chính xác rồi. Đấy, còn cái berberine này là thuốc điều trị lị trực khuẩn. Ở đây là gì ạ? Cái này nó hơi 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 bé đúng không ạ? Vacolontrin đúng không ạ? Cái này là một cái dòng enzyme rồi. Cái này thì giúp cho tiêu hóa trẻ em thì chúng ta đưa lên cái phần trên cùng với lại enterozagmina cùng với lại cái enzyme ạ. Hay là cái gì ạ? Cái mộc hoa trắng. Cái mộc hoa trắng này thì trong cái phần mà berberine ấy thì các bạn để cái mộc hoa trắng này được. Vì trong cái mộc hoa trắng này là cái thành phần của nó từ dược liệu, nó cũng chính là berberine thôi, đúng không ạ? Palmitin, palmitin và berberine, đó là alkaloid của cái thực vật, của cây mức hoa trắng hoặc là cây mộc hoa trắng. Thì công ty dược phẩm Yên Bái này, này IB này, này, người ta lấy luôn cái tên của nó là mộc hoa trắng. Đấy. Ở đây có gì ạ? Difenoxylat. Thì cái này là gì ạ? Cái này nó là tác dụng giảm đau và giảm cái nhu động ruột. Đấy, các cái opioid thì thường thường là gây giảm nhu động ruột. Đấy. Đây là các cái thuốc của nhóm 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 một thuốc, nhưng mà cái việc mà sắp xếp của các bạn là nó hơi bị lộn xộn một chút. Thì các bạn sắp xếp lại, thứ nhất là bù nước và điện giải, ok rồi. Thứ hai là để cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột bằng enzyme này, bằng enterozagmina này, đấy, bằng cái enzyme như thầy vừa nói đấy, đúng không ạ? Cái thứ ba là gì ạ?
điều trị nguyên nhân thì chúng ta có thể dùng gì ạ? Các cái kháng sinh, chúng ta có dùng Smecta hoặc là than hoạt để bao niêm mạc, chúng ta sẽ xếp gọn vào với nhau thì chúng ta cứ chia ra thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Rồi gì ạ? Đến cuối cùng thì chúng ta mới dùng đến gì ạ? Cái cầm tiêu chảy, thì đấy là phần tiêu chảy. Thế hai phần lị thì có hai loại lị, đó là lị trực khuẩn và lị amip. Đấy, lị trực khuẩn thì chúng ta dùng gì ạ? Pecverin hoặc mộc hoa trắng. Lị amip thì chúng ta dùng metronidazole. Đấy. Còn đến sau mà gì ạ? Sau khi mà dùng các cái thuốc xong rồi, đấy, mà chúng ta phải để cho bệnh nhân đi ngoài 3 4 5 lần để nó tháo hết cái độc tính ra thì bắt đầu lúc đấy chúng ta mới cho dùng thuốc cầm tiêu chảy. Nếu chúng ta cầm tiêu chảy ngay thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Còn cái lị này thì sao? Lị đi ngoài nhiều lần nhưng không mất nước. Cho nên trong điều trị lị thì chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải bù nước. Đó. Tôi nhầm lẫn một chút là các bạn cứ xếp luôn cả lị với lại tiêu chảy vào với nhau, đúng không ạ? Hai cái khác nhau. Giống nhau là cùng đi ngoài nhiều lần nhưng mà tiêu chảy thì mất nước, còn lị thì không mất nước mà lị thì đau bụng nhiều hơn. Rồi, đấy là cái bài của nhóm 1. Các bạn có ý kiến gì nữa không? 7 ạ. Thì chú ý cái vấn đề mất nước là rất là quan trọng, bởi vì đặc biệt với người già và trẻ em, trong những trường hợp mình phát hiện không kịp thời thì cũng dẫn đến là trụy tim mạch đấy ạ. Thì cái đấy em rồi cũng rất đồng ý, nhưng chỉ muốn hỏi thêm là vậy thì trong những cái trường hợp là ngộ độc hoặc là một số nguyên nhân khác đấy ạ, mà mình không tìm nguyên nhân ngay thì để vài ngày thì bệnh nhân mới mất nước. Còn nếu như mình tìm được nguyên nhân ngay thì giai đoạn đầu đấy ạ, chưa có hiện tượng mất nước thì cũng như thầy nói, đặc biệt là trong trường hợp lị hoặc trong một số trường hợp khác không có hiện tượng mất nước thì theo em nghĩ là không biết là có cần phải bù nước và điện giải hay không ạ. Tức là trong cái phần bài giảng thì thầy nói là chú ý đến cái phần mất nước và điện giải là rất chính xác ạ, bởi vì mình không chú ý đến cái đấy thì có rất nguy hiểm đến bệnh nhân ạ. Thì trong cái bài này em thấy là đúng là mình chú ý đến mất nước và điện giải, nhưng bù nước và điện giải lại là yếu tố ở đằng sau, bởi vì nó sẽ xuất hiện sau chứ không phải xuất hiện trước. Điều quan trọng là mình phải tìm nguyên nhân trước ạ, để điều trị nguyên nhân đấy ạ. Thì cái thuốc mình sắp xếp cũng phải là từ nguyên nhân đổ xuống ạ. Đấy, theo em nghĩ là như thế ạ. Cảm ơn bác sĩ Linh. Thực ra thì khi mà bệnh nhân đến với chúng ta ấy, đúng không ạ? Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải bù nước và điện giải đã. Còn có những trường hợp mà chúng ta chưa xác định được nguyên nhân của nó là cái gì đâu. Còn bây giờ chúng ta cứ xác định chờ cái nguyên nhân, chờ được nguyên nhân, đúng không ạ? Bây giờ ít nhất là phải đi cấy lấy phân, đúng không ạ? Để soi hay để cấy hay để gì đó để tìm nguyên nhân, đúng không ạ? Mà trong khi đó thì bệnh nhân đang đi ngoài, chỉ cần sau một lần đi ngoài thôi là bệnh nhân đã mất nước, mất điện giải. Mất điện giải thì nó sẽ là gì ạ? Nó dẫn đến là gì? Rối loạn các điện cực màng tế bào, có thể trụy tim, trụy mạch vì nó giảm cái thể tích tuần hoàn, đúng không ạ? Cho nên là cũng cái trên lâm sàng thì chắc chắn là bác sĩ Linh thì sẽ giỏi hơn rất là nhiều, kinh nghiệm hơn rất là nhiều trong cái điều trị như này rồi. Thế nhưng ở góc độ dược sĩ, bệnh nhân đến với chúng ta thì chúng ta gì ạ? À, đây là góc nhìn của dược sĩ nhé, chị Linh nhé. Là gì ạ? À, bệnh nhân đang bị tiêu chảy. Bây giờ tôi trước khi mà tôi tất nhiên là ở với mức độ gọi là chúng ta chỉ điều trị, dược sĩ chỉ điều trị những cái tư vấn điều trị thông thường thôi, còn bây giờ chuyển đến viện là cái này là trách nhiệm thuộc về các bác rồi, đúng không ạ? Bây giờ dược sĩ mà đi chờ để đưa bệnh nhân đến viện, xong rồi chờ để được vào khám, rồi chờ để xét nghiệm, chờ để cái gì đó thì cái nguy cơ mất nước bệnh nhân rất là cao. Cho nên là chúng ta có cái góc nhìn của dược sĩ là bệnh nhân bị mất nước đến là chúng ta dược sĩ đầu tiên phải xử lý đó là gì ạ? À, chúng ta cho bù nước cho bệnh nhân trước đã. Còn sau đó bắt đầu chúng ta mới xác định nguyên nhân, hay là chúng ta chờ nguyên nhân từ khối y sinh, đúng không ạ? Đấy. Còn đương nhiên là trên lâm sàng các bác là các bác phải xác định nguyên nhân rồi, các bác không thể điều trị như là dược sĩ được, đúng không ạ? Đấy. Đấy là có hai cái góc nhìn. Chị Linh nói không xa, trên lâm sàng, đặc biệt là đến bệnh viện thì các bác phải xác định cái nguyên nhân trước đã, đúng không ạ? À, nhưng mà với dược sĩ bây giờ làm sao mà bây giờ cứ ở bây giờ tìm nguyên nhân, bây giờ lấy cơ sở gì để tìm? Trong khi đó thì các nhà thuốc ở tại nhà mình, tại gia đình, tại cái khu vực mình làm gì mà có điều kiện để mình xác định là mình xét nghiệm hay mình siêu âm hay mình làm cái gì? Thì cái nguyên tắc khi mà thì tiêu chảy người ta sẽ phải lấy phân của bệnh nhân để người ta đi người ta xét nghiệm để xem là nhiễm cái chủng vi khuẩn gì hay là do cái gì, đúng không ạ? Đó, cái đấy là cái góc nhìn và cái khía cạnh của chuyên môn thôi. Cho nên là chúng ta là dược sĩ thì cái việc đầu tiên cần, tất nhiên là nếu như chúng ta làm song song hai cái đó thì tốt quá. Bây giờ tôi có cái nguyên nhân thì tôi điều trị luôn nguyên nhân, đúng không ạ? Nhưng mà nguyên nhân gì thì nguyên nhân sau khi bệnh nhân đi ngoài chắc chắn là mất nước thì chúng ta vẫn cứ phải bù nước thôi, đúng không ạ? Dạ, và thậm chí có những
Vâng, có những trường hợp mà ví dụ như người ta đi ngoài ấy, người ta đi 2, 3, 4 lần luôn nó tự, nó khỏi, bởi vì các cái độc tố nó tháo hết được rồi. Đấy, đúng không ạ? Cho nên là cái đấy thì cũng 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 hoàn toàn là sắp đáng thôi, chính xác thôi. Bởi vì trên trên lâm sàng, thông thường là bệnh nhân nặng và rất nặng mới đến bệnh viện, đúng không ạ? Còn ở đây thì chúng ta đang tìm hiểu với bệnh nhân ở mức độ vừa nhẹ thôi, và trung bình thôi. Đấy. Ok, cảm ơn Vâng, cái này thực ra là thầy nói là cũng rất chính xác thôi, bởi vì là ở dược sĩ mà ở nhà ấy ạ, thì mình có lẽ là cái tìm hiểu về bệnh lý nó cũng không được sâu ạ, thì em nghĩ là cái đấy cũng hợp lý. Nhưng mà em chỉ băn khoăn là trong một số cái trường hợp ấy ạ, không phải trường hợp nào mình cũng bù nước mà điện giải. Đối với một số những cái trường hợp mà cao huyết áp ấy ạ, mình bù quá mức thì cái đấy cũng là một trong những nguyên nhân ạ, mà dẫn đến, có thể là dẫn đến tai biến. Chính vì vậy mà em mới hỏi về điều này ạ, chứ cũng không phải là vì lý do gì đâu ạ. Nhưng mà dù là dược sĩ hay là bác sĩ hay là bất kể ai, thì theo em nghĩ mình cũng phải hỏi kỹ cái vấn đề mà trước khi mà bệnh nhân bị tiêu chảy ạ, để mình hòm hòm mình xác định được nguyên nhân ạ. Còn trong trường hợp mà yếu quá thì thực ra mà nói là mình điều trị ở nhà thì cũng hơi nguy hiểm ạ. đúng Vâng, rồi. thì em xin cảm ơn thầy ạ, những cái mà thầy đưa ra thì em nghĩ là rất là xác đáng và hợp lý ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Và cảm ơn chị Linh. Xin mời các anh chị khác ạ, các bạn phải hết đúng không ạ, và đều phải gặp phải cái này khó nhất, đó là trong điều trị bệnh nhi và sau đó là bệnh lão khoa. Vì bệnh nhi thì trẻ con nó không mô tả chính xác được những cái điều mà các thầy thuốc muốn biết. Đấy, vì cái tất cả cái khái niệm của các cháu nó mù mờ. Đấy. Thậm chí là có những cháu mà nó chưa nói được, nó chỉ có mỗi cái phản xạ với thế giới xung quanh bằng khóc thôi, quấy và khóc. Và người già cũng thế, người già thì rất rất nhiều các cái bệnh lý mắc kẹt. Đấy. Cho nên là trên trên lâm sàng ấy thì khó nhất là nhi và lão khoa. Lão khoa trong điều trị thuốc thì phải cân nhắc lắm. Bây giờ ví dụ như là bệnh nhân đang bị lên cơn khó thở đúng không ạ, hen phế quản. Nhưng mà chỉ định của hen phế quản là phải dùng kích thích beta 2 adrenergic rồi, phải dùng salbutamol hoặc là tetbutalin rồi đúng không ạ, để cho nó cắt cái cơn hen. Bởi vì nếu như cứ để bệnh nhân hen khó thở thì khác gì người bóp cổ đâu, mà bóp cổ thì chỉ vài phút sau là có nguy cơ tử vong. Đấy. Thế bây giờ thì cái chỉ định chính xác của nó là gì, à gọi là la ba ấy. Đấy. Saba và Laba short đấy ạ. Đấy. Là tác dụng ngắn nhanh mạnh, là người ta phải dùng salbutamol hoặc tetbutalin. Thế nhưng mà người già thì đang hơn lại đang có cái bệnh lý nền là tăng huyết áp, mà salbutamol thì nó giãn phế quản, giãn cơ trơn phế quản nhưng nó lại co cơ trơn mạch máu đó. Thế nên là chúng ta phải thận trọng cái câu chuyện là bây giờ tôi cắt được cái cơn hen nhưng mà tôi phải kiểm soát được huyết áp cho bệnh nhân. Không có, nếu như mà bây giờ tôi cứ cho bệnh nhân dùng salbutamol hoặc tôi lại không kiểm soát cái huyết áp của bệnh nhân thì lại dễ dẫn đến gì ạ, bệnh nhân trên cái nền bị tăng huyết áp, bây giờ lại dùng cái thuốc co mạch nữa thì nó càng tăng huyết áp, dẫn đến tai biến như chơi, vỡ mạch máu như chơi. Đó. Thế nên là nỗi là trong điều trị nó tùy vào từng cái bối cảnh lâm sàng và các ca lâm sàng cụ thể. Nhưng mà ở góc độ dược sĩ thì chúng ta gọi là những cái điều trị thông thường thôi, và chúng ta có thể tư vấn được những cái thuốc thông thường. Ok, cảm Vâng ơn ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ. bạn. Xin mời các bạn khác ạ.